chào mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Bây giờ là những ngày xuân và chim én bay rập trời nha các bạn. Bên dưới này thì người dân cũng bán hoa, hoa nhộn nhịp, muôn màu khoe sắc rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không? Quốc Chiến đang ở trên đường cây nước đen nha. Hôm nay thì Quốc Chiến ghé qua thăm lại anh Minh để xem cuộc sống của anh bây giờ như thế nào rồi, đồng thời là trao một số món quà mà các mạnh thường quân gửi tặng. Bây giờ mình đang chạy con đường vào nhà anh Minh. Mọi người theo chân Quốc Chiến nha. Hay sao rồi anh? Ủa mới cạo đầu anh? Bà mới cắt tóc vậy? Cái này tắt sao ta? Ủa hôm nay mới cắt tóc hả? Nhìn thấy gọn gàng hơn rồi. Hôm nay thấy mặt tươi tắn hơn rồi anh. Cô ở đâu rồi anh? Mẹ đi mua đồ rồi. Mua đồ rồi hả? Dạ. Hôm nay ăn uống được gì không? Dạ, cô không ăn được. Dạ. Nhưng mà cô uống nước hầm xương. Nước hầm xương à, vậy cũng được. Dạ. Ủa anh thấy trên này cái người ăn sao má bị bầm bầm vậy? Nè. Bữa có cái anh đi đến qua anh xoa làm em bị đau bụng quá trời luôn. Vậy hả? Xoa bụng hay xoa gì? Xoa từ đó đó. Xoa cái em đau bụng luôn. Là bị bầm vậy luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Dìm ơi, cho nói chuyện dùm đi. Sao anh nói? Ủa anh Minh sao mà bầm người vậy anh? Người ta qua sơ bóp á. Sơ bóp hả? Sơ bóp gì dữ vậy nghe. Sao lại thấy bầm luôn. Trời đất. Thấy sao? Thấy ngồi đi. Thấy gì? Dạ mấy bữa nay anh Minh không ăn uống được gì hả? Uống nước canh. À nước hầm. Uống nước canh. Nay rửa hình ra nhiều vậy? Để anh coi với. Có cái người ăn á, anh kêu rửa hình đi rồi có cái đồng lực để anh ăn uống cái giống như xưa. Vậy ha. Đây này các bạn, hôm nay có người rửa hình tặng quá trời luôn. Dạ. Hình bự luôn, bữa trước là rửa hình nhỏ rồi. Nè mọi người thấy không, hồi xưa anh bự dưới nha. Vâng chưa lên nữa thôi. Nát này mới lên hả? Đây là những cái hình hồi xưa này. Không gì. Mai á, mai chiều mới lên. Rửa bự luôn á, rửa cỡ bự luôn á. Hôm nay trao quà cho Vân nữa mà Vân chưa lên ta. Vân mai mới lên. Mai mới lên là hả? Chiều mới lên. Trời, dạ bữa ba kêu là 28 bà lên rồi. Đó mọi người xem đây nè, ảnh hồi xưa nè. Thôi tấm đầu thấy rõ hơn ha. Trời, tấm ở trên đây thấy rõ. À, trên nó cũng dán ha, dán quá trời luôn này mọi người thấy. Người đứng phía bên trái là anh Minh nha. Rất là bự con. À trên này cũng dán này đúng không? Dán để cho anh nhìn cho có động lực ha. Cái này là ở đâu vậy anh? Ở Cần Thơ. À lâu chưa? Lâu rồi, 2 năm về trước. À này là những cái hình mà 2 năm về trước khi anh chưa phát bài nghe các bạn. Đây. À chào cô. Đó có hai ba tấm nhỏ chỗ không không có một lá sói là đây. Không có nhà đi đâu rồi. Ủa cái gì vậy con?
có hình đó con đi rửa lần làm. Trời rửa nữa hả? Trời trời. Quá trời hình nữa các bạn. Hình này còn bự hơn nữa. Đây mình coi coi. Trời. Rửa để cho anh dán lên cho anh có động lực các bạn. Đây là những cái hình hồi xưa của anh. Nè. Cỡ này là dán bà cỡ bự quá trời bự luôn. Treo lên hết đấy. À treo lên thế à. Nè. Cô mới đi rửa vậy đúng không cô? Rửa này lâu không? Không con hôm qua rửa nay có. Vậy ha. Rồi toàn cỡ bự luôn, cỡ này treo tường được luôn nè. Anh hồi xưa nè. Nhìn bự ghê không? Hôm nay cắt cái kiểu tóc y chang kiểu này nè. Vuốt kèo này là giống. Rửa nhiều ghê. Đi làm mấy cái tấm nhỏ nhỏ hồi trước rửa ra bự ha, cỡ bự ha. Những tấm hình siêu to khổng lồ. Rửa bự ra nó hơi vỡ hình xíu. Có cái hành nào bên Mỹ á kia. Dạ. Nó hỏi nghe con á. Dạ. Bạn liên hệ với con mà không biết. Dạ hả, chú Thành nè coi. Chú Thành ở bên Mỹ. Sáng tiện gì. Dạ. Rồi biết chú Thành đó rồi, cái gì không à? Dạ biết. Ông nói chuyện nghe dễ thương quá. Dạ đúng rồi, chú dễ thương đó. Có về Sài Gòn một lần rồi. Tại vì hả? Dạ. Nay không đi chợ hả con? Đi từ sáng giờ có chạy đi lấy hành ba lần rồi. Dạ hả? Nó gấp quá. Dán dán khắp luôn hả? Dạ. Thì dán chung quanh luôn. À, ô hôm nay mấy cái sao kia là mới dán luôn hả? Dán dán ngày cho anh nhìn cho cái động lực hay sao? Cho nó thấy nó vui vẻ lên. Hôm bữa có người vô xoa bóp cho anh rồi con, sao bầm tím tùm lum vậy? Cái hôm đó cái bệnh đó, cái người đó giống nó lắm. Giống nó hồi trước mà nó chưa có bệnh đó. Dạ. Cũng bự con cũng vậy đó. Cái vô cái thoa mình dòm thì thấy thoa. Mà sao mà mà cũng có Hồng Vân á, nó nói làm mà lúc đầu đau nhưng mà một lát hồi thấy khỏe ghê. Yeah. Vậy chắc là này là kiểu mà thông cái huyết áp mà hồi xưa còn làm người Hoa làm á, bầm hết lên nhưng mà nó tan máu bầm rất là tốt, nhưng mà biết có phải kiểu đó không? Mấy bữa nay ăn khỏe không? Mình nói từ ngày làm á nó không ăn uống gì được. Trời đất. Nó ối nhau hoài. Không ăn được. Rồi mấy bữa nay sao? Mấy bữa nay thì dán dụ ăn chút nhưng mà ăn không được cái, chỉ uống nước canh thôi. Nè, không canh gì. Ok, nước hầm canh có không? Hầm canh đó, nước sườn đó. Chứ đâu ăn được cái đó hả? Hầm ra rồi uống nước thôi. Hầm ok xương. Uống vậy cũng có chất, tại vì nước nó có chất hơn là ăn nhiều khi nó không có bằng cái chất đó rồi chứ. Ráng kêu ăn uống nhiều vô. Ừ. Vì nó nước nó cũng dễ tiêu hóa hơn. Hôm nay con ghé qua là con trao một món quà của các mạnh thường quân gửi tặng nha. Có cô chị Chelsea, chị Phương ở bên Hoa Kỳ á, gửi 5 triệu. Có chị Cherry Trần gửi 1 triệu. Và có anh Nguyễn Duy Tân gửi 500 ngàn. Là tổng cộng là 6 triệu rưỡi. Để gửi để anh mua đồ ăn cho anh. Cô đếm lại coi đủ chưa con? Rồi thôi, đếm đi con, đếm đi. Đủ 6 triệu rưỡi nha. Để cho mọi người yên tâm là nhận đủ tiền rồi. Dạ vậy đủ ha. 6 triệu rưỡi đủ rồi. Cảm ơn tất cả tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Chúc tất cả được dồi dào sức khỏe. Mọi công việc làm ăn đều được thuận tiện lợi. Để tiếp tục làm những cái việc mà kêu bằng giúp đỡ những người khó khăn như vậy á. Còn nhiều người nữa. Mình cũng hy vọng là các Mạnh Thường Quân á, có được dồi dào sức khỏe rồi làm ăn thuận tiện. Yeah. Gia đình được an khang thịnh vượng. Thì cũng mong rằng trong cái thời gian tới thì anh Minh sẽ sớm khỏe hơn khi mà bạn bè tới tiếp xúc nhiều như vậy.
có dán những cái hàng bự chà bá vậy nè, để cho nó nhìn nó thấy lúc đó nè, à cho có động lực ha. Ừ. Có dán cái này không? Dán luôn, dán hết luôn à? Dán luôn, dán hết thôi. Đây cô mới đi rửa về, các bạn rửa một đống hàng con này. Rửa này mất nhiều tiền con không? Đâu không có nhiều tiền. Dạ thôi kệ, rửa cho anh nhìn thấy những cái hình hồi xưa này chắc 2 năm rồi ha. Ừ, 2017 nè cô với lại anh nè, hồi xưa cô cũng trẻ dữ. Ừ. Cũng mấy năm mới đây, mấy năm. Dạ. Mấy năm. Ừ. Này đi rừng tràm Long An nè. Ừ. Rừng tràm ở Long An cũng chịu đi ghê á. Này nhiều tấm hình lớn á. Này đi đâu cơ? Đi chơi. Đi thuyền ở đâu mà mặc áo phao nè. Hồi xưa cũng ham mà đi ha. Nhiều hình quá. Rửa hết. Rửa để cho nó nhờ, nó ai cắt tóc cho anh đi con? Cái chị họ. À. Cái chị họ rửa hổng nè. Massage hả? À. Cái cắt là cắt nhìn gọn gàng hơn á. Dạ. Hoa cắt hoa là chị. Dạ. Rồi nhìn hôm nay thấy cái môi của anh hồng hồng hơn, là không có bờ, không có trắng nhợt như bữa trước nữa, kiểu như là tiến triển đó. Ráng ăn uống vô đi anh Minh ơi. Uống nhiều nhiều vô nghe. Cái miệng bị chụp khô quá. Dạ. Rồi bữa nay có truyền mấy cái dung dịch màu vàng này vô không? Bị phù này cái chân nè. Rồi, chuyện là không được hả? Chuyện bị nề chăng hả? Đó, không nề, thấy không? À, vậy là không có dám chuyện thêm hả? Phù nề cái tay, phù nề lên á, giao đâm định rút ra đó. Tự rút ra luôn, không có kêu ai rút đó. Dạ. Nè, phù lắm đó. Ăn không được mà chuyện cũng được. Ốm vô mắm nhách nè, mà bà phù, ấy vô cái nó phù lên, nó xương lên trời. Nó có bớt chưa con? Nó có bớt phù chưa? Hay là mới giờ nãy dịp da con, mới dịp da. À, mới dịp da hả? Nếu mình tiếp tục vô nữa nó phù nữa. Dạ. Yeah. Cho nên mình dịp da. Mày Vân chưa tới ha. Mày là cũng có một cái món quà trao cho Vân, nhưng mà không có Vân đây mà con về quê. Thì con nhờ cô trao lại cho Vân giùm con nha. À. Ở đây là có 1 lát triệu. Lát Vân vô à. Một lát nữa. Lát nữa rồi. Vậy con chờ luôn. Chờ mai. Ủa, nói nhận vậy thôi để con trao luôn nha. Cái này là 1,5 triệu là của 1 triệu của cô Cherry trao cho Vân, còn lại là 500 của anh Nguyễn Duy Tân trao cho Vân để lì xì cho hai cháu, là 1 cháu 250, thì nhờ cô nói lại giùm Vân nghe con nha. À, gì cũng thay mặt lời dạ. Nó để cảm ơn những tấm lòng quý như vậy. Dạ. À, có nghĩ tới nó mà lì xì cho con nó với nó nữa. Dạ. Cũng mừng giùm cho nó. Dạ, tại vì mọi người cũng rất là yêu quý Vân, tại vì cuộc đời bất hạnh nhưng mà cũng có cái tấm lòng. Thì mọi người cũng rất là quý mến Vân, thì nhờ cô truyền lời như vậy. Nhưng mà năm sau mà con ghé thì con sẽ nói chuyện nhiều hơn ha. Có dịp nào thì ghé lại đây. Yeah. Ghé lại đây để mình nói chuyện. Dạ. Yeah. Ăn ráng ăn uống vô nha. Nhờ anh á. Nhờ con đó. Hôm nay vô thấy anh mặc thì tươi tỉnh hơn rồi, nhưng mà nói là vẫn chưa có đỡ nhiều, chưa có ăn uống được nhiều ha. Dạ có gì anh cố gắng ăn uống vô nha. Rồi bữa nay bầm này quá. Bữa ăn gì anh vô anh massage mạnh quá, bầm hết rồi. Ông bớt em á. Bầm hết người à. Ông bớt em. Mẹ vô cái ông xoa. Ông bớt á. Có mạnh không ạ? Ờ em kêu thôi đừng có bớt, đau quá. Đừng bớt. Bầm cứ bớp rồi. Trời đất, giờ bầm luôn các bạn, bầm rất là bực luôn. Bầm rồi à, bầm phải không? Nhìn nó thì thấy xoa xoa. Dạ. Không biết bớp kiểu sao mà cái bầm hay kiểu. Dạ. Tại vì bây giờ mình nó có chút kiểu là da bị mỏng. Dạ, rất là mỏng hả? Cái đầu đau, cái đó xương với da. Dạ. Da với xương là yếu hơn, không có giống người bình thường. Mọi người đang chuẩn bị dán những cái hình đó lên trên tường để cho anh nhìn thấy. Có mấy người là cũng nhờ câu hỏi là có đưa cho ảnh đi tra tường với Trà Vinh á. Có ai nói cô không? Cũng có nhiều người nói lúc mà giờ nó sức khỏe như vậy đâu có dám đưa đi. Dạ đúng rồi, con cũng nghĩ vậy. Có phải... xe nó đi không được, lên xe là dạ. Giờ muốn đi là cũng phải đợi cho khỏe khỏe hơn đúng xíu rồi. Trời ơi, hồi xưa bự con ghê không kìa. Còn còn chú bữa nay sao rồi con? Chú nay đỡ nhiều rồi con. Dạ để ăn thăm lên chú xíu nha.
chú đang ngồi ngắm đường ngắm ngắm phố à. Mới mua vậy chú hả? Cái này của anh hai mua đem lại. Dạ ha. Hai chú Minh á, mà nó có 4 ăn được không? Dạ. Ở bữa nay chú ăn được không? Ăn cũng đỡ đỡ. Dạ cho coi cái tay nè. Cho ơi, oh, bên kia lật lật qua. À bên đây khô nhiều rồi nè, tay khô nhiều rồi. Chờ vài bữa rồi là nó bó lại là đỡ nhiều á. Bữa nay còn đau nhiều không chú? Tay còn đau nhiều không? Không. Vậy là đỡ rồi ha. Bữa gì nói đó là chú nó đâu là chày vậy đó. Bữa vào là cũng chỉ thấy là cái tay bầm tím luôn mà kiểu như là nó không có sức sống nhiều mà bây giờ kiểu như khô khô lại rồi. Các cái vết thương nó cũng khô lại cái nhiều cái rồi. Cái chai đó đâu trà nữa đi nè. Lấy cái chai đó trà cho chú thêm đi. Dạ, tại cũng hiệu quả ha. Nhưng mà cái chế độ ăn của chú bây giờ có thay đổi không? Hình như ăn nhiều thêm chút, ăn được nhiều thêm một chút. Hồi đó đó một hộp cháo ăn 3 cử luôn, bây giờ một hộp cháo ăn 2 cử. Các bạn thấy cực không, mình cô lớn tuổi rồi phải nuôi 2-3 người trong nhà vậy đó. Bạn hiểu. Bồi thuốc này rồi thì nó khô nữa các bạn. Bôi bôi gì đó. Em biết bác sĩ nào mà chỉ cái chân phù. Dạ, cái này con cũng không có rành luôn á, chứ để con hỏi thử. Đây chân còn bị phù nữa ha, chưa bớt nè. Da với cũng rất là mỏng luôn, cảm giác như sờ vô là mình sờ mạnh là nó bể, nó rách ra liền luôn á. Dạ, đúng rồi đó con. Nè, da cực kỳ mỏng luôn các bạn, da mỏng mà kiểu như là nó... Có bằng tiểu đường ai cũng bị vậy hả con? Cái da mỏng vậy hay là do người già? Do người già con ơi. Dạ. Do là hình như cái di truyền á, ba má cũng vậy đó. Dạ. Tại con thấy nhiều người tiểu đường là người ta chỉ bị là khó lành vết thương thôi chứ da không mỏng vậy. Trẻ trẻ đó. Người trẻ trẻ là bị không bị vậy. Giờ mình cũng vậy, mình giờ nó cũng da nó mỏng quá. Thôi còn tiếc nhất rồi, cố gắng đi nha con. À, ăn bắp xào ha. Con ăn được bắp xào ha. Bắp xào đấy chú ơi. Mời nhà coi. Thích ăn bắp xào hả? Đó mà. Mua bắp xào vô cho ông ăn. Còn bà nữa. Vậy ha. Giờ dán kín bức tường rồi ạ. Chị Cherry nè, chị Jessie, chị Phương. Jessie là tên Việt Nam là chị Phương. Với lại anh Nguyễn Duy Tân nữa. Cảm ơn tấm lòng dài của các mạnh thường quân nhiều lắm nha. Dạ. Tại vì ở xa mà cũng còn nghĩ tới tình thương, mến thương như vậy á. Rất là cảm ơn nhiều. Dạ. Hồi hôm nay của Chiến cũng vào để cập nhật cái tình hình cho mọi người xem. Rất tiếc là không gặp được bạn Vân để mà nói chuyện với bạn Vân nhiều hơn. Để bữa sau nếu mà có cơ hội của Chiến quay lại thì sẽ trò chuyện với Vân nhiều hơn cho mọi người xem nha. Thôi mình cố gắng lên nhiều nha. Cố gắng lên. Cảm ơn mọi người. Dạ. Ngày ai con? Cái bạn, đó là nhà cháu. Bự ghê không? Vì nó đứng rồi, gấp đôi người ta. Thôi, Cú Chiến cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Cú Chiến trong thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nhất nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Anh chào mọi người đi anh.